rất tự tin của phe vẫn xỉa vào được một đường cầu rất hay. Xét đấu quyết định rồi, xét đấu thứ ba. Rất vừa miếng, rất tự tin. Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với live stream của Hùng. Chúng ta cùng đến với trận chung kết đôi nam. Chung kết đôi nam phong trào của giải cầu lông Hà Nội mở rộng, tranh cúp Agribank Thủ Đô và Vườn Lan Va Đất Mò. Đây chính là hai nhà tài trợ chính cho giải đấu này. Điểm số không đều. Phía gần màn hình của chúng ta cặp đôi Giang Ngọc Anh. Phía xa màn hình cặp đôi Quán Thanh Tùng và Vũ Minh. Đây là xét đấu thứ nhất, điểm số 1-0. Quán Thanh Tùng giao cầu. Điểm số 2-0. Xem nam nữ bên kia thì cứ xem nhá, Hùng vẫn đặt máy quay bên đó. Còn nếu mà bạn nào muốn xem đôi nam thì chúng ta hãy thứ hai. Vẫn lên, thủ tốt quá. Rất may mắn. Đó là một lô. Anh Trường Nguyễn cảm ơn đã chia sẻ, mọi người giúp chia sẻ livestream đến nhiều người với. Em chia sẻ livestream. Hello anh Sáu Bin nha. Anh Vua Bánh Bao. Phía bên kia hai vận động viên đều đập rất tốt. Ngược lại phía bên này thì Nguyễn Giang đập hơi có phần yếu hơn. Rất hay. Ôi tiếc quá. Em ok, em chào anh Trúc Nguyễn nhá. Một pha cầu khá lắt léo. Đấu ở nội dung nâng cao còn hay nữa cơ. Tí nữa trận đấu. Bọc rất tốt. Để xem cổ động viên của bên nào đông hơn nào. Một pha giật cổ tay rất hay. Phạm Ngọc Định nha. Cảm ơn anh Trương Long đã giúp em chia sẻ live stream. Đè xuống là được. Mình và Quán Anh Tùng đánh cầu khó chịu bên Giang Ngọc Anh còn không có cầu đánh. Rất sung. Chúng ta tiếp tục với xét đấu thứ nhất, điểm số 11-5. Phát cầu ngoài. Tỷ cầu rất tốt. Cầu sau cực tốt. Nhiệm vụ chính của Nguyễn Giang là đánh lưới. Không né được. Cho anh để gió cuốn đi ạ. 12 đều. 12 đều. 13-12. Hay bị loại ở bán kết ạ. Nhưng đây là nội dung phong trào nhá mọi người. Còn nội Hoàng Anh, Tuấn Đức thì do bị chấn thương nên không đạt phong độ cao. Tì hay quá. Bình tĩnh nhờ. Một pha cầu rất. Nội chung kết phong trào này cũng đã rất hay rồi. Cả quả thủ quả đập đều đã được cải thiện. Rồi bên kia Phương bật ngược và đang dẫn ngược lại. Hay quá. Ngọc Anh đánh rất hay. Đánh giải không. Chặn rất hay. Cũng thấy rằng những tình huống chặn cầu trên lưới của Vũ Minh. Đây chào anh Phan Cường Hiếu Haniken nha. Vận động viên tỉa rất hay. Ngoài sân 18-15.
8-15 Ngọc Anh giao cầu. Một pha cầu lỗi từ Ngọc Anh. Vâng anh. Kéo lưới lỗi từ Ngọc Anh. Rất căng thẳng. Cơ hội tấn công. Tiếp tục là một tình huống cầu không qua lưới. Ôi! Nguyên Giang với một tình huống chặn lưới rất sát. 19 đều. Vẫn lên, hay quá. Liệu rằng ba phòng thủ xuất sắc. Một pha phòng thủ. Hay quá, cố lên một quả nữa thôi. Tí hay quá. Rồi. 21-19. Chiến thắng trong set đấu thứ nhất cho Ngọc Anh và Nguyễn Giang. Điểm số 0 đều set đấu thứ hai. Cầu ngoài sân. Đập cầu rất tốt từ Quán Thành Tùng. Điểm rất cố gắng. Bên kia phòng thủ khá xuất sắc. Dẻo thế nhở. Rất đáng tiếc và đập cầu từ Ngọc Anh. Rất khéo léo. Đó là những pha cầu sở trường của Nguyễn Giang. Ok, Vũ Trường xếp 3 gây cấn. Cầu ngoài. Rất hay. Hai đôi vận động viên. Đập cầu tốt. Đó là Nguyễn Giang khá tự tin với những pha ve cầu của mình. Hai điểm số 8-4. Vũ Minh giao cầu. Đập cầu rất tốt. Rất khéo léo. Điểm số 6-9. Điểm vào chỗ trống rất hay. 11-6. Phát cầu ngắn. Rất tỉnh táo. Trận đấu trước thì có thể nói là Giang Ngọc Anh đã lội ngược. Trận đấu thứ hai này thì có vẻ đôi áo vàng họ đã được. Ngoài sân. Đập cầu rất tốt. Có vẻ bên. Ok, em chào anh Đăng nha. Lâu lắm rồi không live stream. Thời gian tới thì Hùng lại tiếp tục live stream nhiều giải đấu cho mọi người. Khả năng giữ sức đánh xếp 3 rồi. Trận đấu thứ hai điểm số 21-8.
câu. Điểm 2 đều. Rất tự tin quả ve, vẫn xỉa vào được. Một đường cầu rất hay. Xét đấu quyết định rồi, xét đấu thứ 3. Rất vừa miếng, rất tự tin. Vẫn còn. Ngọc Anh nện cầu rất mạnh. Một pha cầu chéo. Hello em Nguyễn Linh. Vũ Minh đập rất căng. Hơi vội rồi, 6-4. Cầu lỗi từ Vũ Minh, đổi điểm 5-6. Quán Thanh Tùng đập cầu rất căng. Cầu lỏng rất khéo. Một nước rồi.